Đây là cái chào các bạn nha, chào cái kênh YouTube nha. Đây là cái sensor nhiệt này. Thì hôm nay mình chia sẻ là có một số lỗi mà mình ưa gặp. Đây là cái mô đun cảm biến nhiệt độ nè. Đó. Thì trong kênh mình cũng đã nói về cái mô đun này rồi. Và hôm nay thì mình có chia sẻ các bạn một cái lỗi nhỏ nhỏ nói về cái module này. Cái jack này cắm vô đây nè. Cái này là cái đầu dò nhiệt nè. Cái này cái là đầu dò nhiệt nè. Khi mà cái nhiệt độ của mình nó không có chính xác nữa, ví dụ như mình cài là ngưỡng là đây, mình cài ngưỡng mình có thể cài cho nhiệt độ nóng cũng được và lạnh cũng được. Thì nếu như cái này mà nó dò không đúng nhiệt độ nè, khi mà máy nén mình ví dụ mình cài cho cái tủ lạnh đi, thì khi mà đạn nó nhiệt độ gọi là mà nó không ngắt á, mình tưởng là có mô đun này nó hư, mà mình tháo ra mình tìm hiểu á, thì mình đây mình mua nhiều nhiều mô đun lắm. Mỗi một cái đun nó có một cái sensor, thì mình lấy cái sensor khác ra mình đo á, thì nó không bị hư. Thì một số lỗi nhỏ nhỏ nè các bạn, thì khi lâu ngày nè, cái này nó bị chỗ này nè, nó bị nó có thẹo nè. À, bạn thấy nè. Nè, lâu ngày chỗ này nó có thẹo nè, thì chỗ này nó nước nó vô đây nè, đó, nó thẹo ra như là nó bị chốc ra gì đó, hay chuột cắn cái gì nè, thì nước nó vô đây nè, nó thấm cái đường dây nè, nó bị nhiễm nè, thì cái đầu dò nè nó truyền cái tín hiệu về qua cái đường dây điện này nó không chính xác nữa. Để nó truyền cái về cái module này nó không còn chính xác nữa, bởi vì cái module này nó sai rồi. Khi mình nén cái nhiệt độ sâu quá mà nó không có led trên này nó hiển thị đúng. Đó, cái video mình chia sẻ mình nói về vậy thôi. Thì bây giờ mình tiến hành mình cắt cái chỗ này ra, mình nối cục dây điện khác lại là xong. Nói nhiều khi mình tưởng cái module này bị hư, mình thấy cái module này nhưng mà có một số lỗi, nhiều khi các bạn thấy nhiệt độ không chính xác đó, thì các bạn kiểm tra cái đường dây này coi nó có bị gì không. Tính tiếp tiếp theo của module này các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình là làm cái đường dây này lại. Đường dây đơn giản thôi, nó tiến hành mình nối cộng dây điện thôi. Lâu ngày cái đường dây chỗ này nó không còn tốt nữa. Cho bạn xem cái chỗ này nè. Nó còn được đó, do nhưng mà do nước nó vô đây nè, nó bị oxy quá trơn nè. Nó truyền cái đường dây tín hiệu nhiệt độ gì nó không tốt, nó không có chất lượng nữa. Thì nó đưa về ống led có xài bét à. Bây giờ mình tiến hành mình nối lại thôi.
đây nó cũng có một đường nứt nữa nè mà không đến nổi. Còn nếu như mình khỏi nói vậy là dài thêm mà thôi mình nói trùng lại luôn đi. Trùng lại luôn. Rồi xong, tiếng là mình hàng lại và mình uống kẹo lại. Nếu như mình quấn không á, nếu như mình quấn không á, lâu ngày chỗ này nè nó không có được tiếp xúc tốt mà nó cũng nhiễu nữa nha bạn, nên là tốt nhất mình phải hàn cho nó có điện nó dính chắc ăn chắc chắn hơn nha bạn. Rồi bây giờ mình sẽ quấn nó keo lại là xong. Tay cộng dây nó hơi cục lên chút nhưng mà mình nối dài ra thêm nhiều khi nhiệt độ nó cũng không chính xác thôi, mình thâu gọn ra đi đó. Các bạn nhớ là kiểm tra cái đường dây là trước trước khi mà mình kiểm tra cái module mình, trước khi mình thay cái module mình thì khi mình nghĩ là cái module mình nó hư. Đấy, cái này mình xài cho cái tủ đông mình, cái bộ điều khiển nó bị hư rồi mình không có mua, mình chơi bằng cái này luôn. Mình cài nhiệt độ khi khi mà nhiệt độ của tủ đông nó đạt lên nhiệt độ đó thì nó ngắt. Thì lúc chơi mấy em gài mình thấy tủ đông mình nó nén hoài mà sao nhiệt độ nó không xuống mà nó chạy quá trời chạy luôn rồi. Mình kiểm tra thay cái module khác vô chạy cũng vậy, cuối cùng mình coi cái sensor là bị hư, nó bị dây nó bị gì nè. Đây, xong các bạn đó, xong một cái mô đun nè, chia sẻ các bạn là kiểm tra trước cái đường dây này trước khi mình thực hiện, trước khi mình chuẩn bị mình thay cái mô đun này. Đây cái mô đun cảm biến nhiệt độ, chuyển mọi thiết bị qua cái cảm biến này. Rồi, video cái đây kết thúc nha.
Đó, video này mình làm về lĩnh vực điện điện tử, mình chia sẻ cho bạn xem vấn đề về liên quan điện điện tử nha bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.